Với chương trình giao lưu văn nghệ tối đêm nay, xin được kính mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý chúng ta cùng thưởng thức tiết mục đến từ đơn vị thôn Vìn Cọn với tựa đề Tiếng Cồng Hội Mùa. Sau đó sẽ là tiết mục của đơn vị Làng Trò Tráng với tựa đề Nông Thôn Đổi Mới. Tiếp theo sẽ là tiết mục múa Xanh Tiền của đơn vị xã Tú Lý.
Vâng, quá là mãn nhãn rồi các bạn, và thuyết phục.